mệt. Điện thoại cúp máy luôn mấy anh đi nha. Ủa, tay quay chưa, anh giờ này anh chưa mở máy lên luôn nè. Đó tại như cái này đâu, cái này nè. Vậy thôi à. Tại tái mấy bạn thôi, tại này không à. À, lấy hình giúp điều ra. Cái sườn chính nè, chính háp luôn. Cắt đây nè, đem xuống ha bay. Không để vậy sẽ luôn, sẽ luôn. Tay nào nắm mày? Tay nào nắm? Có cái kẹp không? Nắm cái hè. Nó trời ơi giòn ha. Chín hết rồi. Quay quá cơ hướng. Nó trừ mà thịt giòn. Trời ơi ngon á. Không được rồi. Đem dục mẹ heo đi. Trời nướng xong dục chứ ăn gì trời. Nóng đầu nóng. Từ đó cơ thôi vậy chết rồi. Nướng gì đâu mà vậy chết rồi ngon quá. Nướng xong đem luyện mấy ông ơi. Nóng nóng rồi. Chính là nóng lắm. Chính là ha, đem nè. Cắt lá chuối đi. Cắt lá chuối mình trải. Nóng nóng. Nóng quá năm vậy ơi. Nóng lắm. Từ từ. Đừng 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 đừng. Bỏ xuống luôn đi. Mình bỏ xuống cái lá chuối á. Cái mình cắt. Đem đây em. Rồi, tôi vô nè. Vô rồi. Cái đồ dẻ kìa. Đây đây thì ba tôi ông cầm ra. Nóng lắm mình kìa nóng. Nắm gì đó mà cầm làm cho nó mạnh mẽ lên nha. Rồi. Đó. Làm mạnh mẽ lên. Chô ơi, mở chạy về. Đó. Ôi, cũng cái da của chuẩn lúc dưới trên đất không à. Có bao mà lo gì. Trời ơi, da dày mà chết rồi. Hơn nè, ai ăn da cái chết tại chỗ luôn. Ngon lật lại kìa mới khéo được. Chu quay lại tháo cái cây nó ra đắt không đắt rồi mà đắt rồi. Trời ơi chết luôn, tháo còn kẽm luôn. Ơ bậy hư chưa kìm kìm mấy cái kìm có thích đây được rồi, được rồi, qua đâu. Nó gấp la lên thầy ba. Trời ơi chết luôn rồi, quá ngon rồi. Bè xuống luôn nè. Cái gì? Đúng bài luôn. Cái gì? Rồi đem nó vô để cho chị Nam cướp miếng đem cho Hữu đem lên cho bãi đây rồi. Kim chép hà nào. Cái đi. Ủa nhìn Nam gì xé bên đây luôn. Xé bên đây luôn đi. Xé bên đây đặng cái nó mà xé hết luôn mà. Còn cái đó để nướng sơ lại cái đùi sợ chưa chín đâu. Xé luôn đi. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Nhưng mà để cho nóng đi. Thêm cái đùi nó còn chưa tròn. Đem vô đây con. Để đi. Nóng à. Nói gì đám giỗ quay mẹ chứ này. Bước nè, bưng trống trước cho chạy nước đi. Nói thầy ba. Khỏi đám giỗ lớn thì làm mẹ heo ha. Tôi chừng rớt làm cái bịch ra rồi. Mình chạy cũng chạy trước đi. Đám giỗ lớn mình làm heo gì chứ cần chứ đi quay. Da đâu cắt tới đâu nổ, ngay bóp ngay xuống. Nhưng còn nóng, nếu mà nó nguội miếng nổi giòn. Này heo nãy mình mấy mốt mình đi chơi mình mua hiêm mật ong nha. Đây. Dương. Ngày 5 triệu háo ngày khớp mà lo gì. Đó. Bùm sườn. Quá ngon luôn. Mà sợ giờ đắt đó kìa. Sợ với da con giòn cái đất. Nó quá ngon luôn ha. Dục ha. Nêm dục đi. Này hay chứ quết mắm hấm nữa trời ơi. Trời nào chịu nổi trời. Em tém lên mày. Ủa sao không gửi anh Hoàng mày. Mẹ hết rồi còn gì nữa cường. Không cái sườn còn đỏ. Ủa nó không phải cái mà. Cái này giây phút chị Đại sẽ chặt cái thịt heo ra nha các bạn. Chặt đi. Ta đen lên bẻ cái